đang sáng sớm và lên. Không biết em giờ đã thức dậy chưa, bữa sáng thế nào em? Em muốn ăn gì không, anh mang qua được không? Anh mang qua được không? Đôi khi anh không biết em nơi đó với ai, là một người con gái hay bị gã thứ hai, hay em đã một mình? Sao không rap một tiền, sao không rap một tiền? Yeah, không biết đã đọc chưa, không biết đã đọc chưa. Câu chuyện kia giờ đây đã qua rồi. Ô em ơi em đi đâu mất rồi? Mai lại đi đưa khi anh dớt tôi. Đôi lời anh để em phải đơn côi. Câu chuyện kia giờ đây đã qua rồi. Em đừng nàng tội như lời mới. Để có được em không cần nhờ đến chúa trời. Và thời gian cũng đã trôi qua từ lâu. Cũng có những khoảnh khắc ta yêu lại từ đầu. Xin lỗi lao em ở tuổi em đẹp nhất. Còn anh thì lại chẳng có gì trong tay. Nếu ông bố xuất hiện cho phép thuật, câu chuyện gì cũng có thể giải quyết được sống ngay. Nhưng thật rồi em, không biết em giờ đã về nhà chưa. Bữa tôi thế nào em? Em muốn ăn gì không? Anh mang qua được không? Anh mang qua được không? Đôi khi anh không biết em nơi đó với ai, là một người con gái hay vì gã thứ hai, hay em đã một mình? Sao không rap một tin? Sao không rap một tin? Yeah, anh đã nhắn từ chưa? Không biết đã đọc chưa nhờ? Em đang làm gì đây? Em đang làm gì đây? Baby, đợi chung mà không thấy. Đôi lời anh để em phải đơn côi. Câu chuyện kia giờ đây đã qua rồi. Ôi em ơi em đi đâu mất rồi? Mà lại đi để anh dắt tôi. Đôi lời anh để em phải đơn côi. Câu chuyện kia giờ đây đã qua rồi. Không, đôi khi anh không biết em nơi đó với ai, là một người